Thân mến chào mừng các bạn nhỏ, chúng ta tiếp tục trở lại kênh Mr. Long Linh, Let's Learn. Bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục làm các bài tập của phép nhân và phép chia hai phần số. Rồi, nếu như cái video vừa rồi Mr. Long Linh đã giúp các bạn hiểu rất rõ phép nhân và phép chia hai phần số, thầy đã giảng rất kỹ thì các bạn đã nhớ rồi. Thì bây giờ sang bài tập số 1 này, Mr. Long Linh cùng các bạn nhỏ chúng ta thực hiện các phép tính này các bạn nhỏ nha. Chỗ này rất là dễ thôi, bài tập số 1 rất là nhanh, là ta thực hiện phép tính hai phân số nhân với nhau. Rồi các bạn nhớ hai phân số nhân với nhau chưa? Hai phân số nhân với nhau, ta chỉ việc lấy tử nhân với tử, mẫu nhân với mẫu là ra kết quả. Đây, 3 phần 10 nhân cho 4 phần 9 bằng 3 nhân 4 trên 10 nhân 9. Đây các bạn nha, thầy làm từng bước một các bạn dễ hình dung nha. 3 phần 10 nhân cho 4 phần 9, 3 phần 10 nhân cho 4 phần 9 là bằng 3 nhân 4 trên 10 nhân 9, đúng không? Này như kiến thức chúng ta vừa học xong đó. Rồi, vậy là bằng 3 nhân 4 bằng 12, 10 nhân 9 bằng 90, bằng 12 phần 90. 3 phần 10 nhân 4 phần 9 bằng 12 phần 90. Vậy thì kết quả này là bằng 12 phần 90. Đó, bài toán này rất là nhanh bởi vì các bạn đã được Mr. Long Linh giúp các bạn học lý thuyết rất là chắc rồi, thì sang bài tập thì rất là dễ thôi. Tương tự, không phải tương tự mà sang phép chia. Các bạn nhớ phép chia đây, 6 phần 5 chia cho 3 phần 7. Các bạn nhớ lại cho thầy, phép chia thì ta chỉ việc sao? Ta lấy cái số trước phép chia đây nè, ta nhân ngược đảo cho cái phần số thứ hai. Cái phần số thứ nhất ta nhân phần số thứ hai, nhưng phải là nghịch đảo phần số thứ hai, có nghĩa là đảo ngược lại tử thành mẫu, mẫu thành tử của phần số thứ hai. Đây các bạn thấy chưa, 4 phần 5 nhân cho 8 phần 3 liền. Chỗ này 3 phần 8 thì nghịch đảo lên, đảo ngược lại là thành 8 phần 3. 8 phần 3 đó, các bạn hình dung được chưa? Một cái là trên đầu, một cái là dưới đít, thì đảo ngược lại là cái dưới đít lên trên đầu, trên đầu xuống dưới đít đó, các bạn thấy chưa? Đảo ngược lại đó. Ok rồi, vậy thì khi mà ta đảo ngược lại là ta thực hiện phép nhân. Đây là lý luận của ta, đây là cái phép tính của chúng ta ha. Rồi là bằng 32 phần 15. Rồi vậy thì từ chỗ đó ta áp dụng cho phép tính của chúng ta. 6 phần 5 chia cho 3 phần 7 là bằng bao nhiêu thế nào? Đây các bạn nhìn đây nha, 6 phần 5 chia cho 3 phần 7, 6 phần 5 chia 3 phần 7 là bằng 6 phần 5 nhân cho 7 phần 3, đúng không? Đúng, đảo ngược lại không? Số 7 lên ở dưới đít lên đầu nè, trên đầu xuống đít nè, mẫu lên tử nè, tử xuống mẫu nè. Đó, vậy là bằng gì các bạn? Bằng 6 nhân 7 chia cho trên cho 5 nhân 3, đúng không? Bằng 6 nhân 7, 5 nhân 3. Phép nhân hai phân số thì chúng ta vừa nói xong đó, chúng ta vừa làm xong đó. Ở tử nhân tử, mẫu nhân tử, mẫu, đúng không nào? Là bằng 6 nhân 7 bằng 42, 5 nhân 3 bằng 15. Đó, vậy thì bằng 42 phần 15 là kết quả của phép chia phân số 6 phần 5 chia cho 3 phần 7. Ok các bạn ha, rất dễ đúng không? Các bài tập này thì đi nhanh thôi. Bài tập số 3 là 3 phần 4 nhân cho 2 phần 5. Đây các bạn nhìn đây, 3 phần 4 nhân cho 2 phần 5. Để thầy để cao cao cho các bạn dễ nhìn thấy nè. Rồi, 3 phần 4 nhân 2 phần 5 thì cứ thế ta nhân thôi, như hồi nãy giờ chúng ta học đó các bạn. Đấy, 3 phần 4 nhân cho 2 phần 5 đây rồi. Các bạn nhìn đây, 3 phần 4, 3 phần 4 nhân cho 2 phần 5, đúng không? Là bằng 3 nhân 2 trên 4 nhân 5. Đó, 3 phần 4 nhân cho 2, đúng rồi, 3 phần 4 nhân cho 2 phần 5 là bằng 3 nhân 2 trên 4 nhân 5, đúng không các bạn? Tử nhân với tử, mẫu nhân với mẫu bằng bao nhiêu? 3 nhân 2 bằng 6, 4 nhân 5 bằng 20 là bằng 6 phần 20. Rồi, 3 phần 4 nhân cho 2 phần 5 bằng 6 phần 20, bằng 6 phần 20. Cái chỗ 6 phần 5 chia cho 3 phần 7 là bằng bao nhiêu các bạn? Hồi nãy bằng bao nhiêu nào? Hồi nãy bằng 42 đúng không? 6 phần 5 chia cho 3 phần 7 bằng 42 phần 15, đúng không? 42 bằng 42 phần 15. Đó, cái kết quả chúng ta đó các bạn ha. Rồi, bây giờ chúng ta đến với bài tập cuối cùng của câu 1 này. 5 phần 8 chia cho 1 phần 2. Đây, 5 phần 8 chia cho 1 phần 2. Cứ thế ta làm theo cái ái của nó các bạn, cứ theo cái lý thuyết của nó thì ta làm thôi.
5/8 chia cho 1/2. 5/8 chia 1/2, đúng không nào? Đây, là bằng 5/8 nhân nghịch đảo lên, 1/2 là thành 2/1, đúng không? Nhân cho 2/1, 2/1 cũng là 2 đó. Rồi, tử nhân với tử, mẫu nhân với mẫu, bằng 5 nhân 2 trên 8 nhân 1. 8 nhân 1 là chính nó, một số nhân với 1 là chính nó, đúng không? Bằng 10/8, đúng không? 5 nhân 2 bằng 10, 8 nhân 1 là 8. Rồi, vậy thì phép chia 5/8 chia cho 1/2 là bằng 10/8. Ok, bằng 10/8 các bạn ha. Đó, như vậy là bài tập số 1 chúng ta đã giải quyết rất là gọn, các bạn thấy chưa? Ok chưa? Các bạn hình dung dễ nhớ thế nào, đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta đến với bài tập số 2. Đây rồi, bài tập số 2 của chúng ta, bài tập số 1 chưa xong các bạn. Bài tập 1 mới có câu A, câu B nữa các bạn ơi, xin lỗi các bạn nha. Đây, mới có câu A thôi là 4 câu rồi. Thì bây giờ sang câu B này. 4 × 3/8. Đây, 4 × 3/8. Đây, tất cả 4 câu của bài A các bạn làm ok rồi nha. Thầy viết ra đáp án luôn rồi đó. Rồi, bây giờ 4 × 3/8 của câu B đây. Câu thứ nhất của câu B. Câu B có 3 câu thì ta làm câu thứ nhất. 4 × 3/8. Đây rồi, các bạn nhìn 4 × 3/8 của thầy này nha. 4 có phải là bằng 4/1 không? Đúng không? Nhân cho 3/8, đúng không? Đó, vậy thôi. 4 có nghĩa là bằng 4/1. Một số chia cho 1 bằng chính nó nè, đúng không? Vậy thì 4 thì là bằng 4/1 nhân cho 3/8 luôn. Nhân cho 3/8 luôn. 4/1 nhân 3/8 thì bằng 4 nhân cho 3 chia cho 1 nhân cho 8, đúng không? Đó, cứ ta áp dụng công thức tử nhân với tử, mẫu nhân với mẫu là ra, đúng không? Vậy thì bằng 4 x 3 bằng 12, 1 x 8 bằng 8. Đó, vậy thì 4 nhân cho 3/8 là bằng 12/8. Rồi, ok, rất nhanh. 12/8 các bạn ha. Đó, nếu bạn nào thấy thầy giảng nhanh quá, chưa hiểu thì các bạn cứ hỏi thầy nha. Những cái chỗ này thì trước khi sau khi các bạn đã học kỹ rồi thì thầy nhanh đi nhanh hơn một xíu, các bạn thông cảm. Còn cơ bản nếu các bạn chưa hiểu thì các bạn hỏi thì thầy giải thích kỹ hơn nha. Rồi, chúng ta làm câu thứ hai. Câu thứ hai cũng dễ thôi, chứ không có gì khó cả. Khi chúng ta đã làm thuần thục rồi, phép nhân phép chia chúng ta làm tốt rồi thì những cái này thì đơn giản. 3 chia cho 1/2. Đây, các bạn nhìn đây nha. Đây, câu này 3 chia số 3 này nha, số 3 này. Chia, phép chia, phép chia 1/2, đúng không? Ta áp dụng công thức nhân ngập nghịch đảo của cái số sau dấu chia này là ra là bằng 3 nhân cho nghịch đảo lên. Đó là khi ta chia thì ta biến thành nhân, ta đảo ngược lại, nhân cho 2/1. Nhân cho 2/1, đúng không các bạn? Đúng không? Thì bằng 3 nhân cho 2/1, đúng không? 3 này nhân cho 2/1. 3 nhân 2/1 có nghĩa là bằng 3/1 nhân cho 2/1, đúng không? Vậy thì bằng tử nhân tử, 3 nhân 2 trên 1 nhân 1. 3 nhân 2 bằng 6. 1 nhân 1 bằng 1, 6/1 là bằng 6 luôn. Đó. Vậy thì phép nhân này, phép chia này, 3 chia cho 1/2, kết quả là bằng 6. Đó, các bạn ha. Đó, 6 chia 1 bằng 6, 6 một số chia cho 1 là bằng số nó đó, là số đó đó. Ok. Bằng chính nó đó. Rồi bằng 6. Đây, vậy là này là bằng 6. Các bạn ha. Ok, rất là dễ. Bây giờ chúng ta đến với câu cuối cùng. 1/2 chia cho 3. Đây, Mr. Long Linh giúp các bạn làm 1/2 chia 3 nha. Một phần hai chia cho 3, đúng không nào? Rồi, có phải là bằng 1/2 chia cho 3/1 không? Đúng không? Quá chắc chắn đâu, chưa cái đảo ngược đâu nha. Vẫn còn phép chia nè. Có phải là bằng 1/2 nhân cho 1/3 không? Đúng không? Ta đảo ngược lên, 3/1 thì khi ta thực hiện phép chia, ta đảo ngược lên để ta nhân nè. Như trong cái lý thuyết việc ta học á, cái này thì học quá kỹ rồi. Các bạn thấy chưa? Đảo ngược lên nè. Đó. Đó. Từ phép chia ta biến thành phép nhân và ta đảo ngược cái phân số phía sau đó. Đảo ngược tử thành mẫu, mẫu thành tử. Đó các bạn thấy chưa? Mẫu này 8 này thành tử này, tử số 3 thành mẫu, mẫu số 3 này. Các bạn thấy chưa? Rồi nhân cứ thế mà nhân. Rồi, vậy thì đây, 1/2 nhân cho 1/3 bằng bao nhiêu? 1/2 nhân 1/3 là bằng 1 nhân 1 trên cho 2 nhân
3. 1 x 1 bằng 1, 2 x 3 bằng 6. Vậy thì 1 phần 2 chia cho 3 là bằng 1 phần 6. Đó, đây là kết quả cuối cùng của chúng ta. Đây. Đâu rồi các bạn? Đây rồi. 1 phần 2 chia 3 bằng 1 phần 6. Đáp án cuối cùng của chúng ta, 1 phần 6. Các bạn thấy vì sao nó bằng 1 phần 6 rồi. Đây là cái phần quá trình thầy làm cho các bạn. Cái này không có. Đây, quá trình từ chỗ này là các bạn hiểu ha. Có chỗ nào các bạn không hiểu thì hỏi Mr. Long Linh nha. Mr. Long Linh cố gắng giúp các bạn hiểu kỹ hơn nữa. Rồi, như vậy là bài tập số 2 của chúng ta, bài tập số 1 trước, xin lỗi các bạn, bài tập số 1 này chúng ta cũng vừa làm xong. Và hy vọng các bạn thấy các video của Mr. Long Linh có ích cho các bạn, tốt cho các bạn. Và các bạn nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để các bạn tiếp tục đón nhận thêm các video tiếp theo các bạn nhé. Và hẹn các bạn ở video tiếp theo, chúng ta sẽ làm những bài tập khó hơn nữa các bạn ha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn các bạn các video tiếp theo.